Nhìn cây dừa này thì nó không có khác gì cây dừa bình thường hết, nhưng nó là cây dừa đặc biệt. Trái của nó là cây dừa nếp, dừa rất là hiếm, hỏi người Bến Tre cũng chưa chắc người ta biết cái dừa này nữa. Hết cả một khu ở đây rất là nhiều dừa nữa nè, chỉ có một cây này là cái dừa nếp thôi. Hên là hôm nay ra còn được một trái nè, người ta hái ăn hết không còn gì hết. Tại sao nói cái dừa này đặc biệt? Cái trái này nè ăn được luôn, cái trái này ăn giống như là con hươu dừa vậy đó, nói thiệt chứ không phải là nói giỡn đâu. Bởi vậy nên là cái cây này là không có trái mà để tới làm giống được luôn, ăn ăn ngon như củ hủ dừa vậy á, nhưng mà có điều nước hơi mặn chút nên đừng ăn nước. Không biết cây dừa này của vườn của ai nữa, nhưng mà biết cây dừa nếp từ lâu rồi, có mấy năm rồi, lâu lâu mới lên này kiếm được trái ăn, không còn nhiều đâu. Nó còn ngon, nó không phải cao lương mỹ vị gì nhưng mà cái đặc biệt là ăn được nguyên một cái trái vậy luôn nè, nên là nó ngon đó. Rồi, bye bye.